Mornings with Scooper. How are you? Hi. Oh. Hi, baby. How are you? Mommy misses you. Oh. Finally up. It's about 12:30 and I'm heading down to the buffet. I'm not hungry, but gonna catch up with a friend. It's been a moment, so we'll check out the breakfast buffet. I miss out the breakfast downstairs in the hotel, but you know, that's the usual, eggs, bacon, whatnot, orange juice. So we'll check out the buffet instead. But I gotta get my vouchers because that's what they said to bring. Where's the vouchers? Vouchers, where are you? Let's see. Oh, here it is. Let's go. Start over here again. Oh, same thing as yesterday. So let me just scan through this because it's the same. Oh, different soup we have. No, actually it's the same soup. My bad. And then, oh, same thing. Oh, except for the cinnamon. This is new. Oh, and we have shrimp. This is new. No good. And then we have, that was my friend, he just passed by and said, no good. Baked potatoes, and we have carbs. Chicken. Oh, so almost like the same thing. I don't want to show you guys. You check out my vlog yesterday if you want to scan through this. We have bacon, sausage, and eggs. That's new. Oh, we have... And we have ham and brisket. Ham is new. Yesterday we had ribs. And this is Asian area. Same. Okay. They said the pho here was no good, so if you're interested, you can try it, but this is no good. Sorry. Here we are in the casino. It says, chup my number. Chup my mom. This is our dressing room. Yes. Hey. Heading out to take photos with the VIP guests. If you don't come out, no one know. Huh? If you don't come out, no one would know. No. You're special. Okay, just us. Let me put this camera down. Here's the backstage. Let's go check out the food. We have chicken noodle soup, fruits, and deli. Show is starting right now, and I'm heading to the front because I'll be second. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và thành hôm nay thành xin được hello chị Gấm. Chị Gấm không biết ngồi chỗ nào, mà hồi nãy gặp chị Gấm thì bảo tại vì có thành chị coi cái show của thành mỗi tuần, thành có thành hôm nay chị đi để đến đây để gặp thành và được để chung vui với tất cả các anh chị nghệ sĩ cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Bài mở đầu lúc nào đến cái ngày này thành phải đem cái bài ra để chúc cho tất cả quý vị một năm mới thật là vui. Xin chúc mừng quý vị nghe nhạc phẩm bài ca Chúc Xuân.
Rồi đắm say, để rồi
để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, chúng ta có đúng 2 giờ thôi. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Ánh Minh. Hello everybody. Chúng tôi đang xin kính chào tất cả quý vị các bạn hôm nay. Và xin chúc quý vị sẽ có một năm văn nghệ thật vui nhộn, vui tươi tốt. Và xin chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và thịnh nhớ. Thank you.
Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, người nghệ sĩ này mà ra đây là quý vị có rất là nhiều cái nhạc viên rất là thích thú, thì xin quý vị một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Don Ho. Don Ho, xin chào tất cả quý vị. Hello. Một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền bạc bội như nước, cái gì cũng mong lành, mong lành, mong lành. Happy New Year! Hôm nay, mùng một Tết, và em thấy trong này áo dài có rồi, ra ngoài kia mai cúc thì quà này cũng có rồi, pháo nổ người đấy cũng bài bốt rồi, nhưng mà trong này em thấy thiếu thiếu cái gì, quý vị biết trong này thiếu cái gì không bà con ơi? Tết nhất mùng một Tết thiếu cái gì? Thiếu gì ạ? Thiếu tiếng pháo nổ, thiếu bao lì xì, bao lì xì thì mình có rồi. Bây giờ cái bài này, con nhờ quý vị, tất cả quý vị cùng nhìn Don, lát nữa quý vị thấy mà Don hát, xong rồi Don la lên, bà con cô bác ơi, pháo nổ! Quý vị ngồi thành chỗ, quý vị đứng lên, quý vị la lên, đung 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 đung, quý vị làm tiếng pháo. Là chỗ nào mà pháo nổ to, em đứng trên này, đèn thiếu mà em thấy gì hết đó, pháo chỗ nào nổ to thì phong bao lì xì sẽ văng ra ngay chỗ đó. Và các quý vị, năm nay là coi những sân khấu 36 năm rồi, với những người ca sĩ, đó là một người rất là hên. Thành ra những bao lì xì của em trong đó nó có tiền mới, tiền của em hên lắm, 20 từ bao lì xì về hên cả năm, hên luôn năm sau, hên luôn năm luôn. Và bây giờ mình thử nha, mình thử pháo nổ nha, bà con và người pháo nổ đùng đùng nha, thử nha, bà con cô bác ơi, pháo nổ. Anh nghe muốn mấy người pháo nổ không? Sao bên này không có? Bà con bên phải ơi, pháo nổ! Nhỏ quá, nhỏ quá. Đi chào pháo nổ! Cháu, đằng sau. Có ai mà không khí thế? Đằng sau pháo nổ! Càng nhảy pháo nổ! Tất cả mọi người ơi, pháo nổ! Và lát nữa chú nào nổ to không bao lì xì văng tới nha. Và sau đây là chúc xuân của nhạc sĩ Tinh Trung Chí. Oh,
đó thì là xong. Cho mình mời nha. Trời ơi, áo chín một toàn, rất là một toàn đó rồi. Dạ, cảm ơn. Cái này là anh Nguyên thêm rồi, anh Nguyên thêm. Anh nhìn đôi lại cho mọi người hả? À, anh nhìn đôi lại cho mọi người. Mọi người cùng mình cùng mình thôi. Dạ, bây giờ là một bài nhạc Xuân. Xuân là không thể thiếu bài này. Dạ, bài nhạc Xuân.